Kính chào quý khán giả xem truyền hình, quý vị và bạn đang theo dõi chuyên mục phỏng vấn chuyên đề phát sóng vào tối thứ năm hàng tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là đơn vị chủ công của Công an tỉnh trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm ma túy. Các cán bộ chiến sĩ của phòng thì không một ngày ngơi nghỉ, luôn có mặt trên tuyến đầu phối hợp với các lực lượng chức năng để ngăn chặn tội phạm ma túy. Tuy nhiên thì với lợi nhuận khổng lồ, tội phạm ma túy thì hoạt động ngày càng tinh vi xảo quyệt và cũng hết sức liều lĩnh manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện bắt giữ. Vậy thì trong thời gian qua, công tác phòng chống tội phạm ma túy được thực hiện như thế nào? Lực lượng công an gặp phải những cái khó khăn, nguy hiểm gì? Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng trao đổi với Trung tá Vũ Đình Nghi, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên. Trước hết thì xin cảm ơn Trung tá đã dành thời gian tham gia chương trình. Trước khi trao đổi về chủ đề hôm nay thì mời Trung tá cùng quý khán giả theo dõi một clip ngắn. Đầu năm 2022, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với các lực lượng chức năng xác lập chuyên án 322P đấu tranh với đường dây ma túy từ Lào về huyện Mường Nhé, Nậm Pồ. Ngày 31 tháng 3, Công an tỉnh Điện Biên cùng các lực lượng chức năng bắt giữ thành công 4 đối tượng, thu giữ 552.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng có liên quan. Mở rộng vụ án này, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục xác lập chuyên án 422C để đấu tranh và bắt giữ thành công các đối tượng Phàng A Phó, Phàng A Dơ, Trang A Sang, thu giữ 72 bánh heroin. Cũng trong những tháng đầu năm 2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án 422S. Kết quả bắt giữ 4 đối tượng khi đang trên đường vận chuyển 115 bánh heroin đi tiêu thụ. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Giàng A Trừ, Ly A Khá, Ly A Mạnh, Giàng A Xó, cùng chú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận số ma túy này được các đối tượng mua từ Lào, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ tại Lào Cai. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng công an đã chủ trì phối hợp với các lực lượng phát hiện bắt trên 450 vụ, trên 530 đối tượng phạm tội về ma túy, vật chứng thu giữ trên 1,6 triệu viên ma túy tổng hợp, trên 140 kg heroin, 4 kg ma túy đá, 370 kg thuốc phiện. Vâng, thưa Trung tá Vũ Đình Nghi, là qua clip vừa rồi thì chúng ta có thể thấy cuộc chiến ma túy thì chưa bao giờ hết nóng bỏng. Vậy qua thực tế công tác của phòng thì chúng ta có thể đánh giá cái tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trong thời gian vừa qua không? Tình hình tội phạm ma túy trong thời gian vừa qua diễn biến hết sức phức tạp. Các đường dây ma túy luôn luôn tìm mọi cách để vận chuyển số lượng lớn từ khu vực Tam Giác Vàng vào trong tỉnh để tìm cách đi vận chuyển đi các địa phương và thậm chí mang sang cả nước thứ ba để tiêu thụ. Trong tỉnh thì cái việc mua bán nhỏ lẻ, số lượng nhỏ lẻ ma túy, các điểm tụ điểm phức tạp và ma túy vẫn có nguy cơ tiềm ẩn diễn biến rất phức tạp, bởi vì Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các huyện triển khai có hiệu quả kế hoạch 1266. Đó là ngăn chặn tình trạng vận chuyển trái phép chất ma túy từ trong tỉnh đi các địa phương khác tiêu thụ. Vì vậy, một số lượng lớn ma túy đang ùn ứ ở khu vực biên giới và trong nội tỉnh. Vâng, trước cái tình hình như vậy thì phòng đã thực hiện cái công tác tham mưu xây dựng chương trình kế hoạch cũng như thực hiện cái công tác phòng chống tội phạm ma túy cụ thể như thế nào? Thứ nhất là chúng tôi làm tốt cái công tác tham mưu đề xuất. Thứ nhất, chúng tôi đề xuất Đảng ủy Ban Giám đốc, tham mưu Tỉnh ủy Ban tỉnh chỉ đạo các tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị, địa phương chỉ đạo tổng thể huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng chống tội phạm ma túy, lấy cái tiêu chí kết quả công tác phòng chống tội phạm ma túy làm cái tiêu chí để bình xét thi đua hàng năm. Bên cạnh đó, chúng tôi quán triệt triển khai, tham mưu thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án nghiệp vụ, các cái văn bản chỉ đạo, ý kiến chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng chống tội phạm ma túy. Trong nội tỉnh thì chúng tôi quán triệt chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đó là triển khai tổng thể các biện pháp đấu tranh phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng ngay từ khâu phòng ngừa lẫn đấu tranh. Đặc biệt chúng tôi triển khai có hiệu quả cái phương án nghiệp vụ số 02 của Bộ Công an và phương án nghiệp vụ số 3631 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đó là đấu tranh với phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc. Đồng thời là chúng tôi phối hợp với các lực lượng
triển khai tổng thể các biện pháp mở nhiều đợt tấn công chấn áp tội phạm, tập trung đánh trúng, đánh đúng vào các đường dây vận chuyển ma túy, các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy. Vâng, thưa Trung tá Vũ Đình Nghi, là trong thực hiện phòng chống tội phạm ma túy và để có những cái chuyên án thành công thì cái công tác phối hợp với các lực lượng chức năng khác đứng chân trên địa bàn cũng như là các lực lượng ở cơ sở thì đóng vai trò rất là quan trọng. Vậy thì phòng đã thực hiện cái công tác phối hợp này như thế nào? Chúng ta có thể chia sẻ cụ thể hơn không ạ? Cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy thì rất cam go, các đồng chí biết rồi, lâu dài và thường xuyên liên tục. Vì vậy, cái công tác phối hợp đối với lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy như chúng tôi rất quan tâm đến lĩnh vực này. Chúng tôi đã tăng cường phối hợp với các lực lượng công an nước Cộng hòa Nhân dân chủ Lào để nắm và phòng ngừa tội phạm ma túy từ xa từ sớm. Bên cạnh đó, chúng tôi đã tham mưu phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng và hải quan triển khai đồng bộ các biện pháp để đấu tranh ngăn chặn tội phạm vận chuyển ma túy ngay tại khu vực biên giới. Đặc biệt là chúng tôi phối hợp với lực lượng các tổ chức cơ sở như bảo vệ dân phố, tổ tự quản, ngay từ khâu nắm tình hình, trao đổi, cung cấp thông tin và xây dựng các phương án kế hoạch để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của Trung tá Vũ Đình Nghi. Trước khi tiếp tục trao đổi về chủ đề ngày hôm nay thì mời Trung tá cùng quý khán giả tiếp tục theo dõi một clip ngắn. Trong thời gian qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã đưa ra xét xử công khai nhiều vụ án liên quan đến tội phạm ma túy. Các bị cáo đã nhận những bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật cho hành vi phạm tội của mình. Ngày 23 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Giàng A Pó, sinh năm 1989, trú tại bản Nậm Đích, xã Trà Nưa, huyện Nậm Pồ, nhận mức án tù chung thân cho hành vi phạm tội vận chuyển mua bán 2 bánh heroin có tổng khối lượng hơn 1.150 gram. Hội đồng xét xử thì xét thấy là đưa cái vụ án ra xét xử ngày hôm nay là đó là một bài học cảnh báo chung cho toàn xã hội và những người khác đang có hành vi tương tự với những cái hành vi phạm tội về chất ma túy, và phục vụ cho công tác đấu tranh phòng ngừa trấn áp các loại tội phạm này trong tình hình hiện nay. Trước đó, ngày 4 tháng 3 năm 2022, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Sùng A Dính, tuyên phạt 10 năm tù đối với bị cáo Mùa A Phong do có hành vi vận chuyển trái phép 6 bánh heroin có khối lượng hơn 2,1 kg. Tương tự, trong phiên tòa ngày 25 tháng 5, bị cáo Lầu A Dính, trú tại bản Búng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên, cũng bị tuyên án tử hình cho hành vi vận chuyển 4 bánh heroin với trọng lượng hơn 1.400 gram. Trên đây chỉ là một số vụ án ma túy được Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đưa ra xét xử trong thời gian gần đây. Những bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật dành cho các bị cáo chính là lời cảnh tỉnh, răn đe mạnh mẽ nhất đối với tội phạm ma túy. Vâng, thưa Trung tá Vũ Đình Nghi, là qua clip vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là những cái đối tượng buôn bán ma túy thì đã nhận những cái bản án hết sức là nghiêm khắc của pháp luật. Tuy nhiên, trong thực tế thì những cái vụ án ma túy thì nó vẫn có chiều hướng gia tăng và cái số lượng thì ngày càng lớn. Minh chứng là qua những cái vụ án lớn đã được lực lượng công an triệt phá. Vậy cái nguyên nhân các vụ án về ma túy này gia tăng thì do đâu ạ? Là theo tôi là có mấy nguyên nhân sau. Thứ nhất, đó là do cái siêu lợi nhuận do buôn bán ma túy đem lại. Đặc biệt là các chuyến hàng lớn thì bọn tội phạm phạm thu lãi được, là kiếm lời được với lượng tiền đặc biệt lớn. Thứ hai nữa, đó là do cái đời sống, điều kiện kinh tế xã hội ở một vùng sâu vùng xa, đồng bào vùng cao rất là đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, nhiều thanh niên nó lười lao động, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, thích ăn chơi đua đòi nên dễ bị cái bọn tội phạm ma túy rủ dê lôi kéo vào các đường dây phạm tội về ma túy. Cái nguyên nhân thứ ba nữa là theo tôi đó là cái đặc điểm địa vị trí địa lý của tỉnh chúng ta, đó là nằm giáp với khu vực Tam Giác Vàng. Đây là một trong những trung tâm, một trong hai trung tâm sản xuất ma túy lớn nhất trên thế giới. Vì vậy cái nguồn cung về ma túy là đặc biệt lớn. Bên cạnh đó chúng ta còn nằm tiếp giáp với Trung Quốc, nơi có nhu cầu về ma túy cũng rất lớn. Vì vậy các cái đường dây ma túy sẽ hình thành khép kín rất thuận lợi từ khâu cung cấp
vận chuyển đến tiêu thụ. Nhiều cái đường dây ma túy chúng tôi vừa triệt phá xong nhưng mà lại cái đường dây mới lại hình thành. Vâng, trong thực tế thì nhiều khán giả truyền hình cũng chưa thể hình dung hết được những cái khó khăn khốc liệt cam go trong cái cuộc chiến phòng chống ma túy, vì tội phạm ma túy thì thực sự là nhiều khi rất là manh động và liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi mà bị phát hiện bắt giữ. Vậy thì chúng ta có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái khó khăn gian nguy của lực lượng đánh án ma túy của phòng không? Từ đầu năm đến nay thì chúng tôi đã chủ trì triệt phá rất nhiều cái chuyên án, thu được số lượng ma túy đặc biệt lớn. Với cái quy đổi ra số tiền mà các bọn tội phạm bán ra ấy thì nó lên đến hàng chục tỷ. Từ đó, ngoài cái việc khi bị phát hiện bắt giữ, bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật thì chúng còn tổn thất rất nhiều về tiền. Vì vậy, chúng luôn luôn tìm mọi cách để hoạt động rất tinh vi và liều lĩnh. Điển hình như cuối tháng 3 năm 2022 vừa rồi, đấy, chúng tôi được chủ trì phá chuyên án 332P. Đấu tranh với đường dây tội phạm ma túy, mua bán vận chuyển ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng về địa bàn tỉnh Điện Biên, hòng đưa sang nước thứ ba để tiêu thụ. Từ cái khâu xác lập đến khi quá trình trinh sát đeo bám nắm tình hình đến khi phá án cũng gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ, nguy hiểm. Cái đường dây này thì do hai anh em ruột Trang A Sang và Trang A Dũng trú tại xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên cầm đầu. Trong đường dây này thì có 8 đối tượng, chúng sinh sống và hoạt động trong cái địa bàn rừng núi hiểm trở. Vì vậy, quá trình trinh sát, đeo bám đối tượng cũng rất vất vả. Quá trình vận chuyển vào các vị trí đánh bắt, báo cáo đồng chí, thời tiết hiện nay đang mùa mưa. Đấy, vận chuyển trong cái điều kiện là đi bộ đường rừng mấy tiếng rồi mới đến vị trí đánh bắt. Và trong cái điều kiện là không được sử dụng đèn pin, đèn điện thoại. Trên người thì các trinh sát đều mặc áo giáp, đeo súng quân dụng và đội mũ chống đạn rất là nặng. Với cái điều kiện vận chuyển, di chuyển trong rừng như vậy, đường trơn, suối hiện nay là đang chảy rất xiết. Không may mà trượt chân rơi xuống, với thai nó rất dễ gặp sấm sét và lộ, đảm bảo bí mật. Vì vậy nếu mà xảy ra sai sót, cái việc đảm bảo an toàn là rất khó khăn. Thế thì sau khi vận chuyển về vị trí oánh bắt, đấy, nằm trong cái vị trí đó một tuần rồi, không được tiếp tế, vì anh em chỉ mang lương khô và nước suối thôi. Đấy, vì nếu mà ra thì là sẽ lộ dấu vết, chúng tôi khi di chuyển và tập kết phải đảm bảo yếu tố bí mật hàng đầu thì mới an toàn được, đấy, với hiệu quả được. Với trời mưa như vậy, chúng tôi ẩn nấp ở trong rừng một tuần trời, không có quần áo để thay. Vậy nhưng mà cuối cùng đúng một tuần, đấy, lợi dụng ban đêm, lúc đấy là 2 giờ sáng, các đối tượng vận chuyển ma túy về đúng vị trí oánh bắt thì các lực lượng đồng loạt ập ra, các đối tượng sử dụng vũ khí thô sơ để chống trả, nhưng với tinh thần quyết tâm và cái phương án kế hoạch rất tỉ mỉ, hiệp đồng chặt chẽ, chúng tôi đã bắt gọn 8 đối tượng và thu giữ số lượng 552.000 viên ma túy tổng hợp và 72 bánh heroin. Vâng, thưa Trung tá, là trước khi khép lại chương trình hôm nay thì nhân tháng hành động phòng chống ma túy thì Trung tá còn điều gì muốn chia sẻ với quý khán giả xem truyền hình không ạ? Nhân tháng hành động phòng chống ma túy năm nay thì qua cái chương trình này, tôi muốn mong muốn là thứ nhất là trách nhiệm phòng chống tội phạm ma túy là của mọi cá nhân, từng gia đình và toàn xã hội. Vì vậy, tôi mong muốn mỗi người dân, mỗi khán giả xem truyền hình hãy chung tay góp sức đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội bằng những việc làm thiết thực. Trước tiên, đó là tăng cường tìm hiểu để nâng cao cái hiểu biết, nhận thức về ma túy. Từ đó tăng cường tuyên truyền cho người thân hãy tránh xa ma túy, chủ động tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tích cực đấu tranh tố giác với tội phạm về ma túy. Cuối cùng là luôn luôn tin tưởng và ủng hộ giúp đỡ lực lượng phòng chống tội phạm ma túy chuyên trách như chúng tôi, vì điều đó là động lực giúp chúng tôi vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ gìn bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của Trung tá Vũ Đình Nghi. Thưa quý vị và các bạn, ma túy là hiểm họa, là gánh nặng của xã hội, và ma túy đang gây ra những cái hệ lụy hết sức là đau lòng. Và trong cuộc chiến khốc liệt cam go với tội phạm ma túy, như chia sẻ của Trung tá Vũ Đình Nghi, thì không phải là của riêng lực lượng công an mà là trách nhiệm của toàn xã hội, từ đó thì mới có thể góp phần ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy.
Một lần nữa thì xin cảm ơn Trung tá Vũ Đình Nghi, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã dành thời gian tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau.